Sau đây là thời gian dành cho chương trình. Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Thanh Huyền và Quyết Thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, yêu đơn phương sẽ kéo dài trong thời gian bao lâu? Yêu đơn phương có bền chặt hay không? Làm thế nào để thoát khỏi tình trạng yêu đơn phương khi đã có gia đình là điều mà chúng ta sẽ chia sẻ với nhân vật trong buổi tối ngày hôm nay. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện. Cách đây hơn chục năm, khi ấy em mới 18 tuổi, đang là sinh viên trung học phổ thông, thì em được biết anh ấy. Anh ấy là sinh viên sư phạm năm cuối đến trường em thực tập. Chỉ mới thấy anh lần đầu tiên mà em đã như bị sét đánh, suốt ngày tư tưởng đến anh. Em thường tìm cách đi qua trước mặt anh, có những cử chỉ khiến anh để ý đến mình. Những sinh viên trẻ về trường gặp gỡ học sinh thì rất sôi nổi và nhiệt tình. Ngoài những giờ lên lớp, các anh chị còn tổ chức cho chúng em những buổi ngoại khóa rất là vui. Em luôn tham gia những hoạt động đó nếu như có anh. Em còn kiếm cớ gặp anh nhờ giảng cho những bài mà em không biết. Anh hướng dẫn em rất nhiệt tình. Em bày tỏ muốn được kết bạn với anh. Anh đồng ý ngay, nhưng tình cảm của chúng em, hay đúng hơn là tình cảm của anh dành cho em, chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Về phía em thì lại khác, lúc nào em cũng nghĩ và nhớ về anh, cho dù biết anh chỉ xem em là bạn. Hết kỳ thực tập, anh trở về trường, bận bịu với đồ án tốt nghiệp. Em cũng bận ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp, chúng em có viết thư qua email hỏi thăm nhau một vài lần, sau đó thì cũng thôi. Song hình ảnh anh luôn chiếm trọn trái tim em. Do muốn quên hẳn anh, nên 2 năm sau em đã nhận lời cầu hôn của một người khác quê, chính là chồng em bây giờ. Mặc dù tình cảm của em dành cho chồng khác hẳn với tình cảm của em dành cho anh ấy, chồng em là một người khá đơn giản và rất yêu em. Chúng em đã có những tháng ngày bước vào cuộc hôn nhân rất hạnh phúc. Em tạm quên đi anh ấy, chàng sinh viên sư phạm năm xưa. Em cứ ngỡ mình đã tìm được bến đỗ, sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Nào ngờ chồng em bắt đầu thay đổi từ khi chúng em có con. Chồng em làm nghề sửa điện tử. Tuy chỉ treo biển nhận đồ sửa chữa điện tử trước cửa nhà, nhưng mà không bao giờ hết việc. Khách sửa chữa lặt vặt rất nhiều, nên cuộc sống gia đình cũng tạm ổn. Những ngày tháng êm đềm qua đi nhanh chóng. Chồng em đốc trứng hay gặp gỡ bạn bè nhậu nhẹt, tính cách anh ấy cũng thay đổi sau những bữa nhậu, anh ấy trở nên ra trưởng hơn. Em cảm thấy rất buồn, cố gắng vượt qua bị thương con. Thế rồi dần dần, những tật xấu của chồng ngày càng bộc lộ nhiều hơn. Đến giờ khi có với nhau 2 đứa con rồi, nhưng chồng em vẫn không thay đổi. Anh ấy hay quát nạt mắng mỏ em, nói em là người vô tích sự. Anh ấy không làm bất cứ việc nhà nào. Vậy nên, em không chỉ chăm con mà còn chăm cả chồng. Sự chán nản về những việc xảy ra trong gia đình của em dần tăng lên. Gần đây, em thường xuyên nghĩ đến anh ấy. Mối tình đơn phương cách đây đã hơn chục năm. Đó là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời con gái của em. Giá như em không trốn chạy tình cảm của mình, tìm gặp anh ấy, nói thật lòng mình, hoặc giá như em vẫn yêu đơn phương như vậy, thì có phải vui hơn không? Giờ em chỉ muốn lo cho các con của em khôn lớn, nhưng trong đầu và trong trái tim không lúc nào thương nghĩ về anh ấy, dù cả hai đã 10 năm không gặp lại nhau. Làm thế nào để em quên hẳn anh ấy? Xin hãy cho em một lời khuyên. Các bạn thân mến, không hài lòng về cuộc sống hôn nhân của mình, lại thêm nỗi nhớ về người mà mình yêu đơn phương cách đây đã mấy chục năm, luôn thường trực, khiến cho người phụ nữ trong câu chuyện đêm nay cảm thấy vô cùng hoang mang. Và đây là một số chia sẻ của thính giả dành cho cô. Đầu tiên là ý kiến của chị Đinh Thị Vĩnh ở Bắc Ninh gửi đến nhân vật. Chôn vùi những quá khứ đi, tình yêu đơn phương hơn 10 năm trời rồi không giải quyết được cái gì. Bây giờ tập trung vào, thứ nhất là nuôi dạy con cái, thứ hai là góp ý chia sẻ, động viên an ủi chồng, bỏ cái tính năng nhăng, chơi bời cờ bạc đi để mang lại hạnh phúc cho mình. Không nên tìm tòi anh, không nên tìm số điện thoại, không nên nghĩ ngợi đến mà chồng biết là chỉ lại càng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của mình. Thính giả Chín Tễu khuyên nhân vật rằng em bỏ ngay cách suy nghĩ viển vông đó đi, yêu ai chỉ tập trung vào một người. Chính vì cách suy nghĩ này mà tự em làm cho hạnh phúc tan vỡ. Em hãy khuyên nhủ và nhờ mọi người bên nhà chồng khuyên bảo chồng hết sức tế nhị, đừng có mơ mộng nữa, biết đâu gặp anh chàng kia lại tai hại hơn thì sao? Hạnh phúc phải biết xây dựng từ viên gạch mới dần dần trở thành một lâu đài hạnh phúc được. Phải quan tâm, tiếp cận tâm lý của chồng nhiều hơn, chứ đừng có ước ao những thứ không thuộc về mình em ạ.
Muốn cứu vãn tình trạng này thì nên nhẹ nhàng tâm sự khuyên nhủ chồng là ý kiến của chị Nguyễn Thị Thơi ở Vĩnh Phúc và bác Đinh Văn Vui ở Nam Định gửi cho nhân vật. Hãy nhẹ nhàng tâm sự chia sẻ với chồng em mọi vấn đề sai trái để chồng em sửa chữa. Hai vợ chồng hãy tập trung chăm chút gia đình của mình và giữ lấy tổ ấm của mình, không nên nghĩ ngợi gì. Còn về vấn đề người bạn cũ của em cách đây 15, em suy nghĩ nhớ nhung làm cho ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình nhà mình rồi của bản thân. Em hãy chấm dứt ngay thầm yêu trộm nhớ rồi là nghĩ ngợi làm ảnh hưởng đến tổ ấm của mình. Cháu lên chấm dứt ngay nhớ nhung và ảo tưởng chàng trai trước kia cháu gặp. Đấy không phải là tình yêu. Cháu phải nên biết rõ bây giờ cháu đã có mái ấm gia đình và hai con rồi. Cháu nên tập trung xây dựng tổ ấm của mình mà cháu đang có. Chồng cháu cũng chưa phải là đổ đốn lắm đâu. Cũng có thể anh chồng cháu vẫn chưa nhận được sự quan tâm động viên ấm áp của cháu cho nên mới sinh ra như vậy mà thôi. Cháu cũng nên xem xét lại bản thân cháu. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Muốn giữ được mái ấm gia đình hạnh phúc, trước tiên cháu phải quên ngay tình yêu ảo tưởng trước kia đi, đừng mơ mộng quá mù ra mưa. Nên tìm thêm công việc để quên đi cảm xúc đang có là lời nhắn của thính giả Nguyễn Đức Bảng. Chuyện cũ quá lâu rồi, hãy coi đó là một kỷ niệm đẹp bởi vì chỉ mình bạn có tình cảm với anh chàng sinh viên đó. Còn chàng sinh viên thì chưa chắc, có thể anh ấy chỉ coi bạn như một đứa em gái. Bạn hãy nhìn nhận cuộc sống hiện tại để thay đổi mình. Ngoài việc nội trợ thì nên làm một việc gì đó để kiếm ra tiền, dù ít nhưng cũng đủ để khẳng định và thể hiện với người chồng nhỏ nhen ích kỷ đó. Có như vậy, bạn mới có tiếng nói và cuộc sống của gia đình mới bình yên. Bác Chu Việt Đáp ở Thái Bình thì cho rằng chồng nhân vật hay nhậu nhẹt có khi cũng vì công việc. Bác nghĩ cháu phải thức tỉnh lại ngay, nhớ cái cần nhớ, quên cái cần quên, hãy sống và chăm lo vun đắp cho cuộc sống hiện tại của mình, gia đình chồng con mình. Thế còn chồng cháu bây giờ thay đổi tính nết, một phần cũng vì tính chất công việc phải tập trung, nhiều khi bạn bè nó giao lưu có khi bù khú một chút cũng là để hút khách hàng rồi mở rộng cái mối quan hệ. Phần nữa là có thể cũng tại cháu vợ ở nhà mà nhìn cứ như là người mất hồn ấy, đó là những cái lúc mà cháu nghĩ rồi nhớ về cái chàng sinh viên ấy chẳng hạn ấy, thì chồng cháu sẽ sinh ra cáu bẳn. Vậy thì hãy góp ý với chồng những gì mà cháu thấy anh ấy chưa phải, và chính cháu cũng cần phải thay đổi tĩnh tâm lại mà lo cho cuộc sống gia đình hiện tại, gạt bỏ tất cả những mơ mộng xa xưa đi. Thính giả Nguyễn Thảo phân tích cho nhân vật như thế này: khi không hạnh phúc, người ta thường hay nhớ đến quá khứ, nhưng quá khứ không tạo nên hạnh phúc của hiện tại. Người ta cứ hay tiếc cái gọi là dang dở vì nó đẹp. Nếu nó không dang dở mà trọn vẹn, liệu có đẹp hay không? Hãy trở lại với hiện tại đi bạn. Ảo tưởng chỉ làm ta vui chứ không nuôi ta sống được. Hạnh phúc giữ được hay không là trong tay bạn. Chúc bạn hạnh phúc. Và đây là ý kiến của bác Vũ Thị Lịch ở Bắc Giang gửi tới nhân vật. Lấy chồng có con rồi, thu vén cho chồng giữ tổ ấm cho được bình yên, giữ hạnh phúc cho trọn vẹn. Đừng mơ tưởng đến người yêu cách đây 15 làm gì. Nghĩ đến chồng con và thu vén cho hạnh phúc của mình. Động viên chồng để khi vui, lúc khỏe, có vợ, có chồng, dù sao chăng nữa, chồng cũng có lúc lòng lúc đạt, thì mình nhẹ nhàng khuyên bảo người ta khác nghe ra cháu ạ. Theo thính giả Hoàng Hoàng Nguyệt, thì bạn chắc hẳn là người sống tình cảm và coi trọng nó, nên những gì đến từ trái tim, bạn thường trân trọng khắc ghi, nhưng mọi thứ đã là kỷ niệm và quá khứ. Bây giờ bạn đã có gia đình, có con cái, vậy bạn nên bước qua cái cũ để sống trọn vẹn cho ngày hôm nay. Hãy cố gắng vun vén cho gia đình nhỏ của mình, vì bây giờ có ước ao cũng không thay đổi được gì, cũng không quay lại được như xưa. Hãy để những cảm xúc kia là ký ức của bạn và hãy xây dựng cuộc sống hiện tại của mình cho thật tốt. Hãy hướng tới tương lai thay vì thiên về quá khứ. Còn bạn cần bạn, chồng bạn chắc hẳn có vấn đề khó nói. Hãy là một người vợ khéo léo đưa chồng mình về lại với gia đình. Cố gắng sẽ làm được, đừng than vãn và mơ màng hoang tưởng nữa, sẽ chỉ làm bạn mệt mỏi và ngu ngốc thôi. Cuối cùng là ý kiến của bác Triệu Xuân Trụ ở Quảng Ninh gửi đến cho nhân vật. Cháu cũng đừng suy nghĩ anh ấy là quá nhiệt tình, nhưng dẫn đối với cháu là có vấn đề.
nhiệm vụ của họ là không những nhiệt tình với cháu, cũng phải nhiệt tình nhân dân với mọi người khác nữa. Bây giờ đích thực là chồng cháu bây giờ đây này, chịu khó này, có công việc làm tốt này, có kinh tế ổn định này, không cờ bạc trai gái, bạo lực bạo hành. Đôi lúc vui bạn bè nhiều nhạt một tí thì có cái gì thì trai thì vợ chồng động cờ bổ nhau, không có gì quan trọng. Thế rồi cháu lại hồi tưởng lại cái anh chàng sinh viên như ngày xưa đấy, như thế là vô tích sự, chả có tác dụng gì cả, mà chỉ như thế là làm cháu tổn thương về tinh thần, rồi thì phương hại đến tình cảm hạnh phúc gia đình là rất đỡ cháu ạ. À chị Huyền này, vâng. Tôi đang tự hỏi là có phải cô gái này đang thần tượng hóa người mình cảm mến hay không ạ? À, một mối tình đơn phương đã mấy chục năm rồi mà vẫn còn dai dứt thì kể cũng lạ đúng không ạ? Vâng, nhớ người yêu cũ là cái cảm giác mà hầu như ai cũng có khi chia tay. À, chắc bởi vì là tình chỉ đẹp khi còn dang dở anh ạ, nên người ta mới nghĩ là như vậy. Nếu mà đến được với nhau thì có lẽ chẳng còn gì để nói nữa. Vâng, có lẽ là con cá mất thì luôn là con cá to mà chị. Nỗi nhớ khiến người ta thêu dệt, làm cho bóng hình của người đó cứ mãi đẹp hơn. Tôi thì không thể đồng tình với kiểu suy nghĩ mất lý trí như vậy đâu ạ. Vâng, tôi cũng nhất trí với anh Thắng và xin được nói với nhân vật của chúng ta như thế này. Tình cảm là cả một quá trình tích lũy cảm xúc. Thời gian cứ trôi, tình cảm chân thành sẽ tự động nhân lên. Ngược lại, nếu tình cảm giả tạo chỉ là cảm xúc nhất thời, thì theo thời gian nó cũng dần phai nhạt. Thực tế người ta vẫn thường lấy người này để lấp đầy khoảng trống của một người khác. Nếu thuận lợi thì tình cảm cũ sẽ được thay thế. Trái lại, nếu thực tế mới không như ý thì tình cảm cũ lại trỗi dậy, khó kiểm soát được. Em để ý đến anh bạn sinh viên kia từ cái nhìn đầu tiên và rất nhớ anh ấy. Đây là hiện tượng tình cảm sâu sắc, mặc dù chưa đi đến cảm xúc hiện thực. Nhưng chính tình cảm này luôn thôi thúc nên em lúc nào cũng nghĩ và nhớ về người đó. Về mặt tình cảm là như vậy, nhưng còn lý trí thì mách bảo em nên quên anh ấy đi. Và kết quả là em đã chạy trốn bằng việc lấy chồng. Đã quyết tâm như vậy thì lẽ ra em phải vun đắp cả về tinh thần và vật chất thật nhiều cho gia đình. Đằng này em lại để tâm hồn mình tiếp tục trôi dạt. Nói em đừng giận, chứ để cuộc hôn nhân của mình đến mức như thế này, tôi thấy lỗi phần nhiều là ở em. Em đã cảm nhận được chồng em rất yêu em, nhưng em có thực sự đáp lại tình cảm của chồng mình không? Đây là một vấn đề nhạy cảm và chỉ có em mới trả lời được câu hỏi này. Nếu như chồng em không nhận được tình cảm, tình yêu sâu sắc từ vợ mình, thì tâm lý sẽ bị khủng hoảng. Mà nếu tâm lý bị khủng hoảng thì tự nó xuất hiện sự đòi hỏi những hành động tiêu cực khác. Mà với chồng em, đó là việc la cà uống rượu với bạn bè. Lúc mới cưới, em đã hạnh phúc bên chồng, nhưng em có làm được cho chồng hạnh phúc bên vợ hay không? Nếu có thì không thể đẩy tâm lý của anh ấy đến việc rượu chè nhậu nhẹt nhiều chỉ xuất hiện sau khi có con. Lúc chán nản, em lại nghĩ đến mối tình đơn phương và cho đó là kỷ niệm đẹp nhất của mình. Thường xuyên nghĩ về một người đàn ông khác, như vậy có thể gọi là ngoại tình tư tưởng rồi đấy em ạ. Việc này tưởng như vô hại, nhưng thực chất nó sẽ đẩy em xa dần với người chồng của mình. Em như cái xác không tình yêu với chồng, nên sẽ càng để anh ấy vào sự trống vắng đến sợ hãi, khiến chồng mình càng lao vào nhậu nhẹt cho quên đi. Chồng em sẽ là người chịu khổ nhất trong mối quan hệ tay ba này, mặc dù chỉ là đơn phương. Theo tôi bây giờ, em hãy tập trung vào nuôi con, chăm sóc gia đình và chăm sóc chồng mình nhiều hơn. Cố gắng quên người cũ đi. Chàng giáo sinh ngày ấy chưa bao giờ là của em để em phải nặng lòng đến thế. Hãy yêu thương và giữ con người bằng xương bằng thịt bên em đang hàng ngày làm việc để nuôi sống gia đình em. Đừng để khi người ấy tuột khỏi tay rồi lại tiếc nuối em ạ. Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của một người phụ nữ có chồng suốt ngày nhậu nhẹt say xỉn. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật để kể lại câu chuyện. Tôi năm nay 39 tuổi, đã kết hôn được 15 năm và có hai đứa con, một trai một gái. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng nên cũng hay phải đi công trường. Mấy năm đầu, vợ chồng tôi cũng rất hạnh phúc. Anh ấy thường xuyên quan tâm tới vợ con. Nhưng 3 năm trở lại đây, vợ chồng tôi ngày càng xa cách, thường xuyên cãi vã chỉ vì chồng tôi có sở thích nhậu nhẹt. Có khi ngày nghỉ anh ấy đi từ sáng tới tối 7-8 giờ mới về. Ngày thường thì đi làm từ 7 giờ 30 sáng, có nhiều hôm đến đêm mới về. Tôi thấy chồng mình là tuýp người vì bạn nhiều hơn gia đình, chưa biết từ chối bất cứ lời mời nào từ anh em bạn bè. Vào những ngày Tết, ngày lễ, ngày nghỉ, chồng tôi cũng đều đi nhậu với bạn bè để mặc vợ con lủi thủi ở nhà. Năm thì mười họa mới dẫn vợ con đi chơi được một hôm.
Gần đây tần suất đi nhậu của anh ấy có giảm sút, nhưng mỗi lần đi là thâu đêm suốt sáng. Có hôm đi đến 3-4 giờ sáng hôm sau mới về, say bí tỉ không biết gì. Nhà cửa lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Tuy chưa bao giờ bị bạo hành về thể xác, nhưng đây lại là bạo hành về tinh thần, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tính tôi thì nóng nảy, mỗi khi chồng đi nhậu về là tôi lại nổi cáu, chỉ muốn làm cho ra nhẽ. Nhưng anh ấy đều bỏ ngoài tai những gì tôi nói, rồi nằm lên giường ngủ một mạch cho tới sáng, bỏ mặc tôi ngồi trơ vơ bực tức một mình. Đi thì chớ, về nhà lúc rảnh, anh ấy lại cắm mặt vào điện thoại hoặc xem tivi, không chơi cùng con cái hay dạy con học bài, cũng không tâm sự trò chuyện, luôn tỏ thái độ bực dọc với vợ. Khi đi uống rượu về, nếu tôi ân cần hỏi han chăm sóc thì anh ấy mới tỏ thái độ vui vẻ. Còn tôi mà lớn tiếng quát nạt là y như rằng ngày hôm sau mặt nặng mày nhẹ, không khí gia đình trở nên nặng nề. Chẳng nhẽ giờ tôi phải nghiễm nhiên xem việc chồng đi nhậu là thường tình hay sao? Chẳng nhẽ mỗi khi chồng đi nhậu về là tôi phải nhẹ nhàng, dịu dàng chăm sóc hay sao? Không thể làm được điều đó, điều tôi cần là cả hai cùng học cách tôn trọng nhau, cùng san sẻ công việc trong nhà. Bao năm nay, việc nhà thì chỉ mình tôi làm, vì anh cho rằng việc đó là của đàn bà. Anh nói công việc của anh mệt nhọc, dặm trường, nhiều áp lực. Còn tôi làm văn phòng nên nghiễm nhiên việc nhà là tôi đảm nhiệm. Đúng tôi làm văn phòng ngày 8 tiếng nhưng cũng chịu áp lực công việc không kém. Về nhà còn phải lo con cái học hành, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, ti tỉ thứ việc đổ lên đầu mình tôi. Anh đi nhậu thì nói chuyện hồ hởi vui vẻ, nhưng ở nhà thì rất khiệm lời. Giờ thì mức độ cãi nhau ngày càng tăng, mỗi lần to tiếng là cả hai đều nói nặng lời, dùng những từ ngữ thiếu tôn trọng nhau. Sau cuộc cãi vã là những cuộc chiến tranh lạnh 7 đến 10 ngày. Càng cãi nhau nhiều, anh lại càng đi nhậu nhiều hơn như kiểu trêu tức. Giờ tôi chán cũng chẳng buồn nói, nên không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề. Tôi cảm thấy dường như anh không còn yêu tôi nữa. Thật sự tôi rất buồn và bất mãn trước thái độ của anh. Anh luôn muốn tôi phải tôn trọng anh và gia đình anh. Nhưng ngược lại, có bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc hay là suy nghĩ của tôi hay không? Hôm vừa rồi sau 10 ngày giận nhau, tôi nhận được một tin nhắn của anh với nội dung: em làm anh thất vọng vô cùng. Tại sao em không đứng trên lập trường quan điểm của anh để suy nghĩ? Anh đi nhậu cũng vì tạo mối quan hệ để lo kinh tế cho gia đình. Từ đầu đến cuối mọi chuyện đều tại em mà ra. À thì ra, từ trước đến nay mọi căng thẳng trong nhà đều tại tôi hay sao? Chả nhẽ tôi phải chấp nhận để cho chồng đi nhậu với thái độ ân cần. Giữa chúng tôi có quá nhiều điểm không tương đồng và suy nghĩ cũng trái ngược nhau. Tôi phải làm gì đây? Nhiều lúc mệt mỏi tôi nghĩ, đằng nào cũng một mình lo liệu hết. Chồng tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ đi làm, đi nhậu rồi về đưa tiền cho vợ, thì ly hôn cho xong, việc ai, người ấy làm. Các bạn thân mến, người phụ nữ trong câu chuyện đêm nay đang cảm thấy rất mệt mỏi và bất lực trước việc chồng mình thường xuyên nhậu nhẹt, ít quan tâm tới vợ con. Cô ấy phải làm gì để hâm nóng tình cảm vợ chồng? Cuộc hôn nhân này có đến mức phải ly hôn hay chưa? Muốn chia sẻ với nhân vật, các bạn có thể bày tỏ ý kiến của mình bằng cách sau đây. Gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ hành chính. Gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vovai@gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trong trang Facebook Bạn nói chúng tôi chỉ 6,5 MHz. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn nói với chúng tôi, Đài Tiếng nói Việt Nam, số 4143 phố Ba Triệu, Hà Nội. Các bạn vừa nghe chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.